Vâng, vừa giờ thì chương trình chạy tay vừa mới kết thúc xong. Và đây là kết quả mọi người cùng tham khảo nhé. Đây là những chiếc chăn khi trước khi tẩy thì nó rất là mốc, mốc ố đen luôn. Và khi tẩy xong chăn xong thì chiếc chăn cũng rất là trắng và sáng. Vậy thì khi anh chị sử dụng những hệ thống thiết bị máy giặt sấy công nghiệp với công nghệ mới thì rất là tiện lợi trong quá trình khi anh chị xử lý các loại đồ. Nếu như không có những chương trình chạy tay, không có thể cài được chương trình nước nóng, không có thể chủ động cài đặt được từng cm nước một, thì nếu xử lý những chiếc chăn như này thì mọi người thường cho ra một cái chậu rất là to, sau đó nó hòa dung dịch và ngâm vào đó. Hoặc là anh chị có thể tẩm vào đó và chúng ta dùng một con máy áp rửa xe, chúng ta xịt qua. Đấy là cái hình thức mà tất cả những cái tiệm công nghiệp Nhật cũ hoặc những tiệm công nghiệp mà thông thường hoặc những mô hình nhỏ anh chị đang xử lý theo cách đó. Và đây đó là cách bên đơn vị giặt là sấy cộng chúng tôi hướng dẫn khách hàng. Đấy, và sau khi mà chạy tay xong thì những chiếc chăn mà không cần tẩy thì mọi người thấy. Đây là chiếc chăn mà không cần tẩy này. Thì chúng tôi hoàn toàn có thể mở máy thao tác cho chiếc chăn nữa vào để xử lý anh chị nhá. Đấy, và một mẻ giặt đối với máy công suất 26 cân này có thể giặt được đó là 3 chiếc chăn sông Hồng to. Đây, và tôi tiếp tục cho chiếc chăn này vào xử lý tiếp. Đấy, sau khi cho vào tôi lại đóng cửa lại. Mọi người có thể thấy đây là một dòng sản phẩm được rất nhiều anh chị tin tưởng lựa chọn, bởi vì cái tối ưu đó là cái miệng nòng rất là lớn. Miệng nòng rất là lớn thì cái thao tác trong quá trình cho đồ vào nó cũng rất là đã thuận tiện. Thế nhưng mà nó có một cái vướng, đó là trong quá trình cho đồ thì nó hay đẩy ra bên ngoài. Đấy, còn những cái lồng miệng nhỏ thì khi cho vào nó hơi khó một chút, nhưng ngược lại là nó sẽ đẩy ở trong các vanh này mọi người nhá. Đấy. Đây mình sẽ đóng cửa lại và thao tác chạy auto cho mọi người thấy này. Đây mình sẽ chạy auto, đây là chương trình chạy tay nhá. Mình sẽ quay trở lại back auto này. Đây là chương trình auto mình đã cài sẵn này, mọi người chỉ cần vào chương trình auto. Đây, ở đây mình sẽ có cài các chương trình 1 đến chương trình 12. Đấy, vậy thì chăn chúng ta vừa tẩy xong, vừa xử lý xong thì đó là chiếc chăn bẩn ít. Và chúng ta chỉ cần chọn chương trình bẩn ít, ấn vào, ấn start. Đây là dòng sản phẩm này rất thông minh, cái là khi mà bấm start nó sẽ không chạy luôn như các dòng sản phẩm hoặc tất cả các thiết bị điện tử khác. Mọi người cho nhận lệnh bấm start chạy, tức là máy đã nhận được lệnh hoạt động thì nó sẽ chạy ngay. Nhưng với dòng này thì nó liên quan đến quá trình đó là cấp dung dịch. Đấy, chúng ta ấn start 2 lần thì nó bắt đầu mới hoạt động chạy. Đấy, và khi chúng ta chọn được chương trình phù hợp rồi thì chúng ta sẽ cho luôn cái dung dịch, đó là nước giặt, nước xả vào các phễu. Đây đó là nước nước giặt và nước xả. Đối với một mẻ giặt 3 chiếc chăn thì với dòng thiết bị và với dung dịch nước giặt xả của chúng tôi thì chúng tôi chỉ sử dụng đó là từ 150ml cho đến 200ml thôi mọi người nhé, cho một mẻ giặt 3 chăn. Đấy, và tiếp theo đó là cái nước xả. Nước xả này tính chất khi sử dụng trong giặt này nó sẽ không đem lại cho mọi người cái mùi hương lưu được nhiều, mà tính chất đó là sử dụng để làm mềm tất cả các sợi vải liên quan đến chăn hoặc quần áo. Bởi vì trong quá trình khi xây dựng thương hiệu làm thơm thì bên chúng tôi có cung cấp một dòng sản phẩm, đó là tinh dầu lưu hương. Đó là phụ gia để kết hợp để lưu giữ mùi hương và tạo cho chiếc chăn của chúng ta sẽ có cái mùi hương tốt hơn. Đấy, tôi đổ trực tiếp lên 2 phễu. Và sau khi mà đã cho đủ các dung dịch xử lý rồi thì bắt đầu tôi bấm thao tác đó là chạy. Và máy bắt đầu hoạt động. Và với mỗi chương trình này, thời gian giặt sẽ dao động từ 30 năm cho đến 45 phút. Và bước giặt dao động từ 6 cho đến 8 bước. Khi giặt xong thì máy sẽ báo và thao tác kết thúc một mẻ giặt đồ.
Vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ tới tất cả mọi người cùng tham khảo trong quá trình khi mà chúng tôi xử lý làm mới những chiếc chăn sông Hồng, hướng dẫn tại quy trình nhà khách và mọi vấn đề liên quan đến như là quy trình setup một mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp. Anh chị lựa chọn những dòng thiết bị nào và xử lý các vấn đề đồ vải hay là lựa chọn xử lý, lựa chọn nguyên liệu giặt tẩy nào đảm bảo chất lượng thì có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của tôi, đó là 0397742111. Cảm ơn tần thảy quý anh chị đã theo dõi và ủng hộ xem hết video của tôi. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.